Chào các bác nhá. Hôm nay em lại tiếp tục lên một em check 5.2 carbon các bạn. Khung carbon, càng carbon và cọc yên carbon. Con này có bộ húp của nó là Utega 6007 các bác nhá. Đấy, chạy cặp vành Buon Chango. Một em check 5.2 có size đứng bằng 47, size ngang bằng 52. Đấy, con này chạy ISO Speed có giảm chấn đấy các bác nhá. Đấy. Mấy em lại em 5.2 thì em bán rất là nhiều rồi. Mà màu này cũng thế. Rất là nhiều, được nhiều các bác ưa chuộng. Một em 5.2 rất là mới đấy, mới đến 95% các bạn. Đấy. Con này có size đứng bằng 47, size ngang bằng 52 các bác nhá. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0918 096 215. Đấy, số điện thoại trên em dùng Zalo. Đấy. Các bác vào em sẽ gửi hình ảnh qua Zalo cho các bác theo dõi chi tiết các bác nhé. Đấy, một em check 5.2 rất là đẹp. Đấy, hàng sách tay từ bên Nhật về, mới đến 95%. Đấy, và em sẽ vào chi tiết để cho các bác theo dõi. Đấy, con này là dây em sườn toàn bộ đấy các bạn. Đấy, dây em sườn toàn bộ đấy các bạn này. Đấy, dây em sườn toàn bộ là ghi đông phốt tăng là nhôm này, Buon Chango hết này. Đấy, xe thì còn mới đến 95%. Đấy, bộ gốc của xe là Utega 6007 các bác nhá. U6007. Ghi đông phốt tăng là Buon Chango. U6007 hết các bạn, còn rất là mới. Đấy, rất là mới đấy các bạn. Đấy, logo của check. Đấy, phanh trước là U6007. Em sẽ quay về phần sườn để cho các bác theo dõi. Phần sườn gần như là mới đến 95% các bác. Đấy, đây là phốt tăng Buon Chango các bác nhá. Còn rất mới, mới lắm đấy các bạn. Đấy. Em sẽ quay rất là chậm để cho các bác theo dõi. Đấy. Yên của xe là Buon Chango các bác nhá. Phối màu rất là đẹp, đỏ trắng. Buon Chango Utega 6007 các bạn ơi. Đấy. Đây ISO Speed này, đây là giảm chấn các bác nhá. Đấy, ISO Speed. Đấy, cặp vành cũng là cặp vành Buon Chango. Cặp vành Buon Chango. Đấy. Cặp lốp cũng thế các bác nhá. Đấy, lốp cũng là Buon Chango hết này các bạn. Đấy. Đấy, con này chạy với 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lít các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lít các bạn. Đấy. U6007, đời sau là U6007 các bác nhá. Đấy. Đấy. Model của xe là 5.2. Đấy, đùi đĩa cũng là U6007. Đấy, U6007 này. Cả đĩa trước cũng thế này các bác này. Đấy, U6007 hết các bác nhá. Con này của nó là khung khung carbon 500 các bác nhá. Đấy, con này đã đời rất là cao rồi, carbon 500 rồi. Đấy. Đây là sườn dưới của xe. Quay chậm để cho các bác theo dõi. Đây là sườn dưới của xe các bác nhá. Đấy. Em sẽ quay về phần khung, em sẽ quay rất là chi tiết để cho các bác theo dõi. Đấy, ISO Speed đây là giảm chấn đấy các bạn. Đây là càng carbon các bạn. Càng carbon. Càng carbon. Đấy. Vành trước sau lốp đều là Buon Chango hết các bác nhá. Đấy. Mấy ơi cũng là Buon Chango. Đấy. Xe thì còn quá ok rồi. Đấy. Size con này cũng đẹp luôn, size 47 các bác nhá. Đấy, và em sẽ sang mặt trái để cho các bác theo dõi. Vâng, đây là yên mặt trái, bên mặt trái đấy các bác nhá. Đấy. Cái này không phải đâu, đây là cái do cái gì nó bẩn đấy, em chưa không ấy đấy. Đây nó hơi xước một tí tí thôi nhá. Không đáng gì đâu các bạn. Nó xước nhưng mà nó sợi xài xài một tí tí thôi. Đấy. Cậu yên carbon các bác nhá. Đấy. Đấy, đằng sau phanh sau của nó là Utega 6007. Đấy, carbon. Tem xuất các nước châu Âu đều có cả đấy nhá các bác. Đấy, đủ hết. Đấy, cũng như vừa nãy em nói đây là carbon 500 các bạn. Đấy. 5.2 là carbon 500. Đấy, con này ngang với SL6 rồi. Đấy. Đây là GPS các bạn. Đấy, GPS. Đời cao, có GPS dây âm sườn rồi. Đấy.
em cứ phải nói lại. Đây 520 các bạn. Đấy chứ còn 520 này em bán rất nhiều rồi, bán nhiều lắm rồi. Nhưng mà những các bác mới chưa ấy thì em phải nói cho kỹ. Đấy các bác dùng rồi thì các bác biết. Đấy 520. Đấy. Đấy sườn này, sườn bên trái các bác nhá. Đây là mặt sườn bên trái. Đây là sườn rồi các bác nhá. Đây là mặt sườn bên trái. Đấy mặt sườn bên trái. Đẹp các bạn. Đấy, còn khá là đẹp. Đây là càng mặt trái. Đấy, bon chân cơ này. Xe thì còn quá ok. Đấy. Hầu như không có vết sứt nào trên xe đâu các bác nhá. Đây và em sẽ nói lại con xe này. Con này là con check 5.2. Có xe đứng bằng 47, xe ngang bằng 52. Xe mới đến 95% các bạn. Đấy. Con này chạy bộ hút của nó là 6.700 UTK, 6.700 có ISO speed. Các bạn nhá. Đấy em sườn toàn bộ. Đấy, các bạn nào mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề các bạn nhá. Và em xin phép được dừng video tại đây và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.